hai bé mẹ mẹ ăn mẹ ăn kiểu phá lông bông gòn, mà còn đúng mình ăn kẹo bông gòn. mà mẹ ăn kiểu mắc cười mẹ phải mẹ phải không trừ Anh chưa? cái bá lâm la cho nó cái mềm mềm mà nó vừa ăn rồi nhìn cái đó, đừng nhìn mẹ, nhìn cái đó, nhìn đi má. kêu đúng cái đối mà À, trong cái gối hả? Ok, nó kêu phải lộn mẹ ai mua cho con vậy? movie Movie. Ok, cái đó là món đó gọi là gì? marshmallow No, tiếng Việt nó là gì? popcorn No. không cần biết Kẹo bông gòn. wow oh my god Nói lại coi. kẹo bao rồi